chúng sanh tử giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn giới bởi các cái năng chư đừng tham nhớ. Sa thu sa thu lành thay, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, a nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giáo cũng thành, nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học và định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Thiền nhân có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đơn trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lột căn chế ngữ nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dụng trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tranh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bồn loài chúng sanh yêu mạnh văn dài bình trung, béo gầy nho lớn không cùng, hữu tình vô tướng muôn trùng gần xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra, thảy điều cộng hưởng hà sa phước lành, nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc sớm diện, người dưng kẻ là các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng từ mẫu xanh tươi, trăm cái ngàn đắng vui cười vì con, dầu cho một mật một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thanh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bụa tràn gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi, hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tam hướng gầm trời bao la, tấm lòng bạc ai vị tha, gọi những tư tưởng đậm đà tình thương, động từ trong sạch như gương, không pha ác cảm không vương tư thù, cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, năm người mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh, thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vực lữ hành nhập lưu, vượt lên đến mức tối ưu, khai thông tuệ nhãn tầm su định đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoàn tuyệt ta kiến xả câu dục tình, cảnh đắc bậc lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn, dặn kinh chi cu sa la cầm măng cách tập băng khi đi dặn mà cả dê na quả cha manasa thì đa xe sự gạch tăng cả tăng dê a ta san nhị nô a thì dê cho sa ta a san nhị nô ca tăng buồn nhập a lăng mày hằng sa bê pha ghi pha quan từ tê dê tăng các tăng sứ quý đi tăng đền năng bồ nhập pha lăng ma dạ dê
cha ta thanh cha nan thì đệ qua gần ta ni dê đa dâm sáp bể lô cam hi dê sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma mụn năng phô cha năng sạp bê lập hoàn tu ma ma chê ta sa ti hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an vua con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng mong bích tha giá chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thường tọa minh hạnh đại bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng Vinh Quách Thanh Á và Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trần đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào ánh trăng rằm, mến chào Xích Trần Đạo, mến chào Thi An Lạc, kính chào ai em đó, kính chào học tu, mến chào Xích Tâm Phương, mến chào Xích Trang Thư, kính chào Gió Mù, mến chào Xích Rạng Đông, mến chào Cô Nghe Pháp, mến chào Xích Hoa Nguyệt, kính chào Diễm Nguyễn, kính chào chị Sương Mai. Nam mô Bích Tha Gia, dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Vinh Quách Thanh Á đang tụng kinh rớt một cái đùng, không biết rồi sao bây giờ, cũng chưa thấy vô nên Nhật Bình điền viết, nên có nhiều điều sơ sức. Dạ, con kính mong quý ngài và quý vị hãy hoan hỷ cho con. Dạ, bây giờ thì hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được thượng tọa Pháp Tăng giảng bài 20 và bài 20, phẩm 2. Bài 20 và phẩm 3, bài 21. Trước khi chúng ta được học bài thì bây giờ Nhật Quỳnh xin bớt bài ra để quý vị kính mời đạo tràng đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên đọc. Dạ, mời đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít. Dạ, sa thú lành thai con thấy tại Đức Tuệ Nhẫn vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ, con xin bớt bài học. Chết rồi, con sai rồi. Dạ, con bớt bài 19, con bớt bài 20 rồi. Dạ, con sẽ bớt bài, bớt câu học tuần rồi là bài 18 và bài 19. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, dạ, từ bi đọc bài trước ạ. Dạ, rồi sau đó thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị trong đạo tràng. Dạ, con xin bớt bài 18 ra trước. Dạ. Nhà con cung thỉnh là đại đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh và chư đại đức tăng trong đông ạ. Dạ thưa cô Nhật Quỳnh bớt bài sư đọc ạ. Con xin được đọc kinh Tiểu Bộ câu số 18 và 19 ạ.
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp phá hòa hợp tăng? Này các tỳ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ nhau. Ở tại đấy, những người không hòa hợp không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, chú đến trọn cả kiếp. Người phá hòa hợp tăng ưa thích phá hòa hợp, an trú trên phi pháp, rơi rớt vượt ra khỏi, an ổn khỏi khổ ách. Kẻ phá sự hòa hợp của tăng chúng hòa hợp bị lung lấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp sự hòa hợp chúng tăng? Này các tỳ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có những mắng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến, hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ, ưa hòa hợp, thích hòa hợp, chú pháp, không rơi rớt, vượt khỏi. Dạ, con đã đọc xong ạ. Bây giờ thì sư xin xuống mic và nhường mic lại cho Rung ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính hình lễ Đức Phật, con kính hình lễ Giáo Pháp, con kính hình lễ Đức Tăng, con kính hình lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, cùng chư Tôn Đức kính chào quý Phật tử. Con xin đọc bài số 18. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Thì các tỳ kheo, này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại sự bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp phá hòa hợp tăng? Này các tỳ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau.
ở tại đấy những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp và những người có hòa hợp, sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, bị trú đến trọn cả kiếp. Người phá hợp, phá hòa hợp tăng, ưa thích phá hòa hợp tăng an trú trên phi pháp, rơi rớt vượt ra khỏi, an ổn khỏi khổ ách. Kẻ phá sự hòa hợp của tánh hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại sự hạnh phúc cho nhiều người, đem lại sự lợi ích cho nhiều người, không đem lại sự ích lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp sự hòa hợp chúng tăng? Này các tỳ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có những mắng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ ưa hòa hợp, thích hòa hợp, trú pháp không rơi rớt, vượt khỏi. Và nghe pháp đã đọc bài xong, mến mời mình tay của sư Trần Đạo. Dạ con nữa. Dạ có đọc tiếp nữa không Nhật Quỳnh ơi? Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ ưa hòa hợp, thích hòa hợp, trú pháp không rơi rớt, vượt khỏi. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ nghe pháp đã đọc xong, mến mời bàn tay của sư Trần Đạo. Giá con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Trợ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, kính chào kính lễ với bà với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 18 của kinh Tiểu Bộ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Pháp hòa hợp tăng. Này các tỳ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp, sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây,
điều này được nói đến, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú đến trọn cả kiếp. Người phá hòa hợp tăng ưa thích phá hòa hợp, an trú trên phi pháp, rơi rớt vượt ra khỏi, an ổn khỏi khổ ách. Kẻ phá sự hòa hợp của tăng chúng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 19. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên lại đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp sự hòa hợp chúng tăng? Này các tỳ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có những mắng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. Thế Tôn đã nói nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Hạnh phúc chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ ưa hòa hợp, thích hòa hợp trú pháp, không rơi rớt vượt khỏi. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và con đã đọc xong, xin gửi mic đợi cho chị Xuân Mai ạ. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo. Con Xuân Mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Ca Dạ. Dạ, con xin đọc bài đoạn 10, đoạn 18, điều 10, điều 8 và điều 10. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời. Khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi cho nhiều người, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và nhân loại. Thế nào là một pháp? Pháp hòa hợp tăng. Này các tỳ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp, là những người có hòa hợp, sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú đánh trọn cả tiếp. Người phá hòa hợp tăng ưa thích phá hòa hợp, ăn trú trên phi pháp, rơi rớt, diệt ra khỏi, ăn ổn khỏi khổ ách. Kẻ phá hoại sự hòa hợp của tăng chúng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói. Và đây là bài 19. Điều 19. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời. Khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại lợi ích cho nhiều người, không đại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và nhân loại. Thế Tôn, thế nào là một pháp? Sự hòa hợp chúng tăng. Sự hòa hợp chúng tăng. Này các tỳ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không có sự tranh luận với nhau, không có những năng mắng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ, ưa hòa hợp, thích hòa hợp, trú pháp, không rơi rớt, vượt khỏi. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ, ưa hòa hợp, thích hòa hợp, trú pháp, không rơi rớt, vượt khỏi. Ý nghĩa này thế được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Sương Mai đã đọc xong. Dạ, Sương Mai thấy cũng sắp tới giờ. Kính mời quý vị nào muốn đọc lên đọc nha. Cảm ơn quý vị.
Sa thú chỉ sư phai, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, giảng đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, sư Tuệ Nhẫn, Thượng tọa Pháp Tăng. Con có thấy cô tu nữ Thamachari. Con chào đạo tràng. Dạ, em kéo bài đọc được chị Nhật Quỳnh khỏi post bài lên nha, để em đọc. Con xin kính đọc bài tiểu bộ kinh đoạn thứ 18. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời. Khi khởi lên, đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp phá hòa hợp tăng? Này các tỷ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đấy, những người không hòa hợp không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, rú đến cả trọn cả kiếp. Người phá hòa hợp tăng ưa thích phá hòa hợp, an trú trên phi pháp, rơi rớt, vượt ra khỏi. An ổn khỏi khổ ách, kẻ phá sự hòa hợp của tăng chúng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn thứ 19. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời. Khi khởi lên, đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp sự hòa hợp chúng tăng? Này các tỷ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có những mắng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ, ưa hòa hợp, thích hòa hợp, trú pháp, không rơi rớt, vượt khỏi. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, thưa con đã đọc xong. Bây giờ cũng tới giờ. Dạ, kính mời Huynh Vác Tha Ná. Dạ, sa thu lành thầy, Sít Đà Ràng Đông. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng Trăng Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể, quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh đọc kinh tiểu bộ Iti Buttaka. Bài số 18. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp phá hòa hợp tăng? Này các tỷ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở đây đấy, ở tại đấy, những người không hòa hợp không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.
bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục. Chú đến chọn cả kiếp, người phá hòa hợp tăng ưa thích phá hòa hợp, an trú trên phi pháp, rơi rớt vượt ra khỏi, an ổn khỏi khổ ách, kẻ phá sự hòa hợp của chúng, của tăng chúng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe, đọc thứ 19. Điều này đã được Thế Tôn nói đến và đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp sự hòa hợp chúng tăng? Này các tỷ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không tranh luận với nhau, không có những mắng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau, ở tại đây những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được trong hòa hợp, giúp đỡ ưa hòa hợp, thích hòa hợp chú pháp, không rơi rớt vượt khỏi ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Phật Thà Gia, con vừa đọc xong. Dạ, Athena xin được nhường mic lại cho Sít MC nhập hình nhé. Kính mời Sít. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á, Nắp Phong Bích Tha giá. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thăm Má Cha Ri. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á, xích trạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành tha, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Tuệ Nhẫn đã cùng với chúng con ôn lại hai câu bông 18 và câu 19. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên đọc lại chánh kinh. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ con học bài mới là câu số 19 của phẩm 2, câu số 20 của phẩm 2 và câu 21 của phẩm 3. Dạ, trước khi chúng con đọc chánh kinh, và con Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma cha lo ka ti ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap ka cha ti ka de se tu tham mang anukam bi mang ba chang sa tham pha vi dim cha yan cha ca yang su tan cha băng thăng a phi tham ma cham mang a cô ta yan tô ta tu sát cha đằng đăng ba bô tha nay ye ba di sa cha mắt chê. Ê quan sa hâm bà tì râm ma bà gà quanh tăng à gia cha thà tuấn hi pha quê na tăng vuốt thô cà ruồn nhê na thì qua xa già tánh ha vuốt tha gia bà nây na mì gà đa dẫn tà tô gà tô bánh cha quách cha đa dơ nây dê à măng bà dê sì thâm ma tô. Thank you.
Alo, mẹ đang tụng kinh. Ta tu ba phu ti tam bu tho a nu na tham ma de sa năng ma ga qua sa ni de se si sa ta nan a tha sinh tha căn tế na sa thu ai vô phanh tế tế sa tu tham ma de sa năng sa ba di tha ba di sa ya a nu cam bam bi ca ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành tươi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn năm mô bích tha dạ dạ con đã thỉnh thân bây giờ con xin được đọc chánh kinh ạ. Dạ cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học bài 20. Dạ hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2019 kinh tiểu bộ Itivut Tát Cá chương 1 pháp phẩm 2 bài 20 phẩm 3 bài 21 sẽ được thượng tọa pháp tăng giảng giải. Con xin đọc chánh kinh ạ. Bài 20 điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ở đây này các tỳ kheo, với tâm của ta rõ biết tâm của một người ác ý như vậy, và nếu trong thời gian này người này mạng chung như vậy, tương xứng người này bị rơi vào địa ngục. Vì cớ sao này các tỳ kheo? Vì tâm người ấy ác ý. Này các tỳ kheo, vì nhân tâm ác ý như vậy, ở đời một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ác, ác thú, đọa xứ địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, biết được tâm ác ý của hạng người ở đời. Đức Phật giữa tỳ kheo đã nói ý nghĩa này. Chính trong thời gian này người ấy bị mạng chung sẽ bị sanh địa ngục vì tâm nó ác độc. Tùy theo lấy những gì tương xứng bị rơi xuống, như vậy được tương xứng do nhân tâm ác ý chúng sanh đi ác thú. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm 3 bài 21. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Ở đây này các tỳ kheo, với tâm của ta rõ biết tâm của một người thiện ý như vậy, và nếu trong thời gian này người này mạng chung như vậy, tương xứng người này được sinh lên thiên giới. Vì cỡ sao này các tỳ kheo? Vì tâm người ấy thiện ý. Này các tỳ kheo, vì nhân tâm thiện ý như vậy, ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới. Cõi đời này Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Thế Tôn đã nói lên ý, biết được tâm thiện ý của hạng người ở đời
Đức Phật giữa tỳ kheo đã nói ý nghĩa này, chính trong thời gian này người ấy bị mạng chung, người ấy sẽ được sanh lên, người ấy sẽ được sanh lên thiên giới thiện thú. Vì tâm có thiện ý, tùy theo lấy những gì tương xứng được lãnh thọ, như vậy được tương xứng do nhân tâm thiện ý chúng sanh đi thiện thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong râm thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sư con thanh con và dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc cả tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào và thân thọ minh hạnh với Đức Phật tính. Kính chào với cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Vừa rồi thì các vị Phật tử chúng ta đã cố gắng đọc bài lại bài cũ. Thì chúng ta đã được nghe cô Nhật Quỳnh đọc hai cái đoạn kinh mới ở trong cái bài kinh mới này, tức là bài số 20 La Mã ở phẩm 2 và bài số 1 ở trong phẩm số 3 này. Vì hai cái pháp này nó có tương quan với nhau, mặc dù nó khác phẩm nhưng mà nó lại có tương quan với nhau, là giữa thiện ý và ác ý. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Apivadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phakavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibhano Phagavato Savakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phạm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do ơn đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo giang hộ cho quý chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ học qua phần cái đoạn kinh số 20 La Mã và đoạn kinh số 1 ở trong phẩm 3. Một La Mã, một ở trong phẩm 3. Đoạn kinh số 20 La Mã này thì chúng ta được biết Đức Phật ngài nói với một cái tâm của một vị chánh đẳng giác, tức là Đức Phật của chúng ta đó, ngài biết với cái tâm của chúng sinh nào có ác ý đó. Thì nếu mà ngay trong cái thời điểm mà người đó họ có ác ý đó, tức là cái tâm ác, thì họ khi mạng chung thì họ sẽ địa ngục, rơi vào địa ngục. Thì Đức Phật ngài nói gì cớ sao này các tỳ kheo, vì tâm người ấy ác ý, ác ý. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lại như thế nào được gọi là ác ý. Chúng ta thấy rằng là mặc dù là được nói đó là ba nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp, thì ba cửa đều tạo nghiệp hết. Tức là thân nghiệp cũng tạo nghiệp, mà khẩu nghiệp cũng tạo, mà ý nghiệp cũng tạo. Nhưng mà có một điều đó là nếu bằng với cái tâm không thanh tịnh, chúng ta nhớ cái câu pháp cú đầu tiên mà chúng ta học được. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, an lạc,
khổ não bước theo sau như xe chân bật kéo. Nếu với thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình, thì ở đây đó là ý mà gọi là ý ác. Ý ác là như thế nào? Xin thưa quý Phật tử, là ý ác ở đây đó là phải nói rằng khi mà mình khởi lên, khởi cái tâm của mình lên. Trong đời sống hàng ngày đó là chúng ta quân tập cho mình bằng những cái cách tu tập. Thí dụ như người họ trao dồi cái tâm của họ, họ không để cho cái tâm của họ chi phối gì, nóng giận, bực bội, khó chịu, cuộc sống có những cái bất mãn không hài lòng. Nhưng mà phải giữ cái tâm của mình không có nóng giận, hay cũng bực bội, không tức tối, hay không oán thù. Hoặc là giữ cái tâm của mình là không để cho dính mắc. Tập cái tâm xả ly của mình là không để dính mắc, dính mắc bất cứ một cái thứ gì. Dù là trong sắc thinh nương vị xúc cũng để dính mắc. Bởi vì Phật dạy một cái vị tỳ kheo đó, khi mà thọ dụng cái món chi á, trong bốn món vật dụng thì cũng cần nên quán tưởng. Và sau khi quán tưởng rồi đó thì vị đó sẽ mới được thọ dụng, mới thọ dụng. Bởi chi? Quán tưởng là để cho chúng ta nhìn được bản chất thật của nó, để sanh tâm nhàm chán. Ngay cả vật thực mình ăn, y phục mình mặc, trú xứ mình ở, thuốc chữa bệnh, dược liệu chữa bệnh cho mình, thì tất cả những cái sự thọ dụng đó, đó đều có cái sự quán tưởng. Và quán tưởng nó nhằm mục đích là để cho tâm biết nhàm chán, tâm đừng có tham nóng, đừng có dính mắc, đừng có dính mắc. Như vậy thì chúng ta thấy một điều, đó là cái gì mà chúng ta để lòng, nếu mà để trong lòng những cái điều thiện thì phải nói là tốt rồi, để trong lòng cái điều ác thì nó chất chứa bao nhiêu cái khổ, trước là cái người đó họ sẽ bị dính mắc ở trong cái khổ, dính mắc trong cái sự sân hận quán thù, dính mắc trong cái sự tham đắm chấp giữ, thì cả những cái điều đó nó đều là dính mắc hết. Dính mắc thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu một người mà tu tập á, vì sao mà mình thấy rằng Phật dạy cho chúng ta đó là phải thường xuyên năng, thường xuyên tu tập những thiện pháp. Thiện pháp đây có thể nói rằng trong cuộc sống chúng ta tập cho mình có cái sự kham nhẫn với cái phiền não của mình cũng là thiện pháp rồi. Tại vì sao? Khi lòng mình nghĩ sai, nghĩ quấy đó, thì mình cũng nên kham nhẫn để lái cái tâm của mình, không cho tâm của mình nghĩ đến điều sai, điều quấy đó nữa. Rồi dần dần, lần lượt dần dần á, thì họ hướng tâm đến cái điều thiện. Thay vì chúng ta nhớ điều ác, thì đằng này chúng ta phải nhớ đến những điều thiện. Mà muốn nhớ đến những điều thiện thì phải quân tập những điều. Quân tập những điều thiện. Và ở trong kinh Tăng Chi á, thì Đức Phật có ví dụ rằng cái người mà sanh cảnh giới khổ đó thì nhiều như số lông của con bò. Chúng ta để ý chỗ này, mà cái người mà sanh cảnh giới lành á, thì ít như cái số hai cái sừng của con bò. Qua điều này chúng ta thấy rằng thật sự là cái tâm của người phàm phu á, nó có khuynh hướng pháp bất thiện rất là cao. Nó có phước pháp, khuynh hướng pháp bất thiện rất là cao. Cho nên là để mà bị tâm không có bị dính mắc cả cái điều thích thú, hay là tâm không dính mắc với những cái điều mà không
hài lòng, không thích thú. Thì tất cả những điều đó đó, nó trở thành một cái điều mà chúng ta nói ở đây, tức là chúng ta có cái sự tu tập. Có cái sự tu tập. Và như vậy thì cái người mà sanh cảnh giới lành á, thì nó hiếm hơn là cái người sanh cảnh giới khổ. Như vậy thì có thể nói rằng chúng ta dễ dàng sanh cảnh khổ lắm. Sanh cảnh khổ. Giờ phút lâm chung á, là chúng ta dễ dàng sanh cảnh khổ. Nếu mà chúng ta không tập tu tập thiện pháp đủ lớn mạnh để nó trở thành cái của vốn của chính mình, chúng ta thấy cái cận tử nghiệp đó. Cận tử nghiệp đó thì nếu là thường nghiệp không quyết định được đó, thì cận tử nghiệp sẽ quyết định. Thường nghiệp là những cái gì trong đời sống hàng ngày. Mà nếu mà nói về một người tu của mình thì mình tập cho mình có những cái thường nghiệp thiện. Thường nghiệp thiện là chúng ta quen tụng kinh, chúng ta quen nghiên tìm hiểu Phật Pháp, hoặc là chúng ta quen ngồi thiền, hoặc là chúng ta quen làm công quả, hoặc là chúng ta quen giữ giới, vân vân. Thì nói chung những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm, chúng ta ráng cố gắng làm sao để nó trở thành một cái vốn có của chính mình. Vốn có của chính mình, tức là mình lúc nào mình cũng nhớ đến thiện nghiệp, nhớ đến thiện nghiệp, thì cái thiện nghiệp nó trở thành cái niềm hỷ lạc, cái niềm quan hỷ khi mà mình lâm chung mình lại nhớ đến những điều đó. Thì ở đây đó, ta gọi là thường nghiệp thiện. Mình thử nghĩ coi mình làm những điều gì mà nó trở thành cái quen rồi đó. Hàng ngày quý vị vô rung nghe Phật Pháp, suy luận Phật Pháp, rồi nói Phật Pháp, hoặc là quý vị ngồi thiền, hoặc quý vị lễ bái Tam Bảo, thì nó trở thành cái quen. Và cái quen đó là cái vốn có của chính mình. Mà quen ở đây đó là thường nghiệp thiện. Còn nếu như một người không có tu tập thì rõ ràng là cái thường nghiệp mà thường nghiệp bất thiện. Ví dụ như là họ quen cái nghề mà gọi là sát hại sinh vật, thì đã là ngày nào họ cũng phải chứng kiến cảnh đó, tự tay họ làm, hoặc họ xúi dục, hoặc mắt họ thấy, họ thấy chứng kiến cảnh đó. Cho nên khi mệnh chung là họ có thể là nhớ những cảnh đó. Vì họ không có tu tập những điều thiện thì lấy điều thiện đâu để mà họ nhớ. Chúng tôi nói như vậy. Còn ví dụ như một người mà có quân tập cho những cái điều thiện đó, thì mới có điều thiện để mà nhớ. Mà trong cuộc tu này Phật nói, Phật dạy chúng ta đó là hãy cố gắng tích cực tạo dựng những thiện pháp. Và thiện pháp mà không có lớn mạnh thì ác pháp không được đẩy lùi. Ngược lại là thiện pháp mà được lớn mạnh thì ác pháp sẽ bị đẩy lùi đi. Ác pháp sẽ bị đẩy lùi. Và ngược lại, chúng ta để ác pháp mà tăng trưởng mạnh thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi. Vì vậy cho nên cái đời tu là làm sao chúng ta tích cực ở trong cái thương nghiệp mà thương nghiệp thiện. Thương nghiệp thiện. Và cái đó quý vị thấy rằng một ngày mà mình tập cái tâm của mình định trú được bao nhiêu phút. Tập tâm mình là có chánh niệm được khoảng bao nhiêu phút, hoặc là có tập trung tư tưởng, tập trung vào trong một cái đề mục nội tâm của mình được khoảng bao nhiêu phút. Và qua một thời gian sau đó, mà mình thấy rằng mình cái thời gian mà định tâm của mình nó dài hơn là thời gian trước ấy, thì có nghĩa là cái sự tu tập của mình nó có sự tiến bộ. Còn nếu mà mình không có cái sự định tâm, hoặc là bây giờ đụng phải một cái chuyện gì đó, tâm nó tán loạn, nó phân vân, nó lưỡng lự, nó lo âu, nó bồn chồn, nó khiến cho tâm không thể định tĩnh được, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy tâm nó không có được vững. Tâm nó không được vững. Thì những cái gì, những cái vị mà
pháp học pháp hành cũng vậy. Khi mà họ nhớ đến những cái lời pháp, họ suy gẫm đến lời Phật ngôn, mà giờ phút lâm chung họ nhớ được những điều đó, nó cũng là cái điều quan hệ cho họ. Hoặc là cái người mà tu thiền, cái người đó họ họ định tâm trong một cái đề mục nào đó, đề mục mà họ thường xuyên, nó trở thành cái vốn có của họ. Ví dụ như một người mà tập cái đời sống tập hơi thở đi, theo hơi thở, thì dù muốn dù không thì họ cũng phải có cái định tâm trong cái, tức là họ có chánh niệm trong cái hơi thở vô, họ biết hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Thì khi mà mình có được cái gọi là chánh niệm ở trong cái đời sống, thì rõ ràng là mà đã là trở thành một cái vững chắc rồi đó, thì bất cứ một cái tác động gì ở bên ngoài trong giờ phút chung để thay đổi cái người đó, tức là người đó có một sự định trụ, có chánh niệm, có chánh niệm. Thì cái người mà có chánh niệm thì sẽ sanh cảnh giới lành thôi. Còn nếu một người thất niệm thì dễ dàng sanh cảnh giới khổ. Mà ở đây chúng ta thấy rằng cái câu Phật ngôn Đức Phật này nói cái kệ rằng biết được tâm ác ý của hạng người ở đời, Đức Phật giữa tỳ kheo đã nói ý nghĩa này, chính trong thời gian này người ấy bị mạng chung sẽ bị sanh địa ngục vì tâm nó ác độc. Tùy theo lấy những gì lấy những gì tương xứng bị rơi xuống, như vậy được tương xứng do nhân tâm ác ý chúng sanh đi ác thú. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có ví dụ rằng giống như một cái chuồng bò mà đóng cửa chuồng lại, ở trong đó nhốt nhiều con bò ở trong đó. Khi mà người chủ mở cái cửa chuồng bò ra thì cái con mà đứng gần cái cửa chuồng, cái con đó nó sẽ chui ra trước. Có nghĩa là trong vào phút cận tử mà chúng ta không nhớ được những điều thiện, mà chúng ta lại nhớ những cái điều bất thiện, thì rõ ràng tâm chúng ta bắt cái cảnh đó, thì tâm chúng ta dắt dẫn chúng ta đi tái sanh ở cảnh giới khổ. Như vậy thì như chúng tôi đã nói khi nãy, là nếu thường nghiệp không quyết định được, không thường nghiệp không quyết định được, tức là mình tập cho mình cái thói quen trong đời sống hàng ngày, thường nghiệp trong đời sống hàng ngày, đó là nghiệp cho đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì mình không có lớn mạnh ở trong nội tâm của mình, mình không có nhớ được những cái thiện pháp tán loạn trong giờ phút lâm chung, hay hoặc là mình nhớ những cái điều bất thiện, thì đó là điều bất lợi cho những người sắp lâm chung. Còn cái người mà sắp lâm chung mà có tu tập, mình nhớ được những điều thiện, hoặc là mình có chánh niệm ở trong đời sống của mình, tức là đến ngay giờ phút cuối cùng mà người đó vẫn theo dõi, cũng có được cái đời, có cái sự chánh niệm ở trong cái theo dõi cái đề mục mà mình đang theo dõi. Ví dụ như là hơi thở, trụ tâm vào trong hơi thở, ra vào. Đến khi nào mà vừa dứt điểm hơi thở, người đó có cái sự định tâm, có cái chánh niệm ở trong đời sống, thì người đó cũng có thể sanh cảnh giới lành. Sanh cảnh giới lành. Cái câu thứ hai, câu thứ một ở trong phẩm thứ ba mà Đức Phật ngài nói, giới tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người thiện ý như vậy. Và nếu trong thời gian này người này mạng chung, như vậy tương xứng người này được sanh lên thiên giới. Vì sao? Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì tâm người ấy thiện ý. Này các tỳ kheo, vì nhân thiện ý. Vì nhân thiện ý. Như vậy thì chúng ta thấy thiện ý ở đây tức là cái tâm thiện. Thiện ý ở đây tâm thiện.
Chữ mano tức là chỉ cho ý, tâm thì chỉ là nói đến cái chữ citta, mano, citta hay là chữ vijnana tức là thức, tùy theo trường hợp để mà sử dụng. Nhưng mà trong nhiều trường hợp này là khi mà nói rằng nghiệp thì phải nói là ý nghiệp, thân nghiệp hay là khẩu nghiệp, thì mình cần phải nói là ý, tức là chữ mano, chữ mano. Nhưng mà khi nói cái chức năng của tâm để nhận biết cảnh thì chỉ cho cái chữ đó là chữ citta, tức là tâm. Hoặc là nói theo các cái căn môn tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn á, thì lúc bấy giờ ta chỉ cho là mano vijnana, tức là ý thức, chẳng hạn như vậy, hoặc là nhãn thức, hoặc là nhĩ thức, vân vân. Thì bây giờ khi mà nói là một người có ý thiện, tức là thiện ý á, tức là cái tâm thiện, có cái tâm thiện. Tâm thiện tức là những cái gì? Họ nhớ được những điều thiện mà họ làm. Ví dụ như mình thấy rằng mình làm tới làm lui, tu tập trong đời sống hàng ngày, giữ cái tâm của mình trong hoàn cảnh nào thì mình cũng giữ cái tâm của mình cho được tốt đẹp. Khi mà giữ cái tâm của mình được tốt đẹp như vậy đó thì phải nói một điều đó là chính cái người đó họ có một cái ý nghiệp thiện. Hoặc là cái người đó họ nhớ được những cái điều thiện. Giờ phút lâm chung mà chúng ta thấy rằng mình nhiều khi mình thỉnh chư tăng tới để mà tụng kinh cũng là cái cách trợ niệm thôi, trợ niệm. Nhưng mà cái quan trọng là mình tập cái tâm của mình á, mới là trọng. Lúc mình còn bình nhật, lúc còn sống á, thì mình tập cho mình cái tâm cho mình, tức là cái tâm của mình phải có chánh niệm. Hoặc là mình tập cho mình trong đời sống hàng ngày, mình quen làm những điều thiện. Để giờ phút cuối cùng á, mình có thể nhớ được những điều thiện để mà mình hoan hỷ. Nhớ được những điều thiện để mà mình hoan hỷ. Trong Kinh Pháp Cú có nói là người thiện mà thấy được những điều thiện, hoan hỷ với những điều thiện, bởi vì thấy những điều thiện mình đã làm. Thấy được những điều thiện mà mình đã làm. Còn người ác mà thấy được những cái điều ác mình đã làm thì tâm càng sầu khổ, tâm càng sầu khổ. Cho nên cái người thiện mà nhớ được những điều thiện thì tâm họ càng hoan hỷ. Hoan hỷ thì họ sẽ được được sanh thi, được sanh thi. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái thường nghiệp mà khi mà nó chưa có quyết định được thì cận tử nghiệp nó sẽ quyết định. Mà cận tử nghiệp thì nó sẽ ra nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Thí dụ như là một người mà không có tu tập đó, thì quý vị thấy rằng là nói đến nghiệp tức là những gì mà chúng ta đã tạo trong đời sống hàng ngày, cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nhưng nói đến nghiệp tướng á, tức là những cái gì mà nó sẽ có liên quan với cái cuộc sống của chúng ta lúc chúng ta làm. Nếu như một người mà không tu tập thì họ sẽ quen làm cái gì? Họ sát sanh, họ trộm cắp, họ lường gạt, hoặc là họ sát hại sinh vật, hoặc là họ làm một cái điều gì đó bất thiện, cả thân khẩu ý. Thì họ lại nhớ đến những điều đó, họ nhớ những điều đó. Họ nhớ đến những điều đó thì họ thấy những cái cảnh liên quan, những cái cảnh liên quan. Ví dụ như cái người sát sanh, giết bò, giết heo thì người ta thấy búa, thấy dao thọc huyết, thấy dao cạo lông, thấy chảo nước sôi, hoặc là thấy thớt, thấy cái này cái kia, tức là những cái liên quan, liên quan. Những cái gì mà liên quan với cái hành trạng trong đời sống hàng ngày của họ quen làm. Mà ở đây mình điểm như là một người mà làm đâm heo thuốc chó gì đó, hoặc là giết bò gì đó, thì cái người đó họ sẽ thấy cái cảnh đó. Thấy cái cảnh đó, thấy những cái vật liên quan với lại những cái việc làm mà trong đời sống hàng ngày họ quen làm. Mà điều này chúng tôi cũng có nghe là mấy cái người mà đâm huyết heo hoặc là đập đầu bò họ khó chết lắm. Họ giãy giụa nhiều ngày rồi cuối cùng là họ đem cái tấm thớt tới, cái con dao tới
với cái thao tới là họ mới chết được, thôi rồi họ không chết. Cái này chúng ta cũng có nghe ở trong, có biết được ở trong Kinh Pháp Cú, có một cái nhân vật làm cái nghề heo đó, mà bò đó, mà suốt thời gian dài đó, rồi cuối cùng là cứ giãy giụa ra mà chết rồi. Thì cái này đó, trong trường hợp này gọi là nghiệp tướng. Nghiệp tướng mà nghiệp tướng bất thiện. Còn bây giờ nếu như một người có tu tập đó, thì mình lại có những cái nghiệp tướng mà nghiệp tướng thiện, nghiệp tướng thượng. Ví dụ như chúng ta nhớ đến hình ảnh của Đức Phật, nhớ đến hình ảnh của một quyển kinh, nhớ hình ảnh đến một vị, đến chư tăng, đến chư tăng, nhớ hình ảnh đó mà mình sinh tâm hoan hỷ. Hoặc là nhớ đến một cái việc gì mà lúc trước chúng ta đã từng bố thí cúng dường, có một buổi trai tăng nào đó, hoặc là một buổi, một lúc nào đó chúng ta đi dân y, hoặc là một lúc nào đó chúng ta có làm một cái thiện sự gì, chúng ta nhớ những cái điều đó, nhớ như đó. Những điều đó là những điều thiện mà cho cái người đó họ có nhớ, tức là ý thiện, do cái ý thiện. Ý thiện ở đây mà phải nói rằng do cái nghiệp tướng. Nghiệp tướng mà nghiệp tướng thiện là do gì? Trong đời sống hàng ngày họ có quen làm những điều thiện, cho nên họ nhớ được những cái điều thiện đó, thấy được những điều thiện đó. Cái này nó để mà có được một cái tác ý khéo nữa đó, thì đòi hỏi cái người đó phải có cái sự tu trong đời sống hàng ngày, tức là mình quen làm việc thiện và quan với những điều thiện mới được. Thì cả hai trong cái hình ảnh, một người đó là thấy cái hình ảnh, cái cảnh mà không được tốt, cảnh bất thiện, một người thấy cái cảnh tốt. Cái người mà thấy cái cảnh tốt đó, thì sinh tâm hoan hỷ. Còn cái người mà thấy cái cảnh không tốt thì sinh tâm hoang mang, lo sợ, chập chững. Bởi vì mình nuối tiếc những điều mà mình chưa được thỏa mãn, hoặc là mình hối hận với những điều mình đã làm. Và điều này là mình làm những điều sai trái, và mình nhớ đến những điều đó. Thì cả những cái tâm thái đó là những tâm thái của bất thiện hết. Còn nếu mà là tâm thái của tâm thiện đó, thì mình nhớ đến những điều thiện mà mình quen làm, từ cái việc bố thí, từ cái việc cung kính, rồi từ cái việc chúng ta nghe Phật Pháp, hoặc là từ cái việc chúng ta phục vụ, chúng ta nhớ được những điều thiện đó. Tức là ở đây chỉ cho cái ý nghiệp thiện của mình, mà cái gọi là nghiệp tướng, tức là những cái gì mà nó liên quan. Thí dụ như là chúng ta thấy hình ảnh của các sư, thấy hình ảnh của ngôi chùa, thấy hình ảnh của một cái sự hoan hỷ. Còn nếu chúng ta thấy một cái gì mà nó trở đem cái tâm của chúng ta dính mắc, dính mắt con cháu, dính mắt tài sản, dính mắt danh dự, vọng, dính mắt nhiều thứ, sắc đẹp, dính mắt nhiều này kia, thì cái dính mắt cái gì đó, thì cái đó là những cái tâm thái của tâm bất thiện hết. Thì ở đây có thể nói rằng chính cái yếu tố là do cái nghiệp tướng đó, nó làm, nó xảy ra ở trong cái tâm thức của mình, chứ không phải bằng mắt đâu, mà nó bằng xảy ra ở trong cái tâm thức của mình. Và lúc đó mặc dù là mình nằm ở trên giường đó, mình nhắm mắt lại đó, nhưng mà mình vẫn thấy cảnh đó nó diễn ra ở trong tâm thức. Bởi vì cái lộ cận tử lận cuối cùng á, thì mặc dù là lộ cận tử nó chỉ có 5 sát na động lực thôi. Bình thường là chúng ta có 7 sát na động lực, 7 sát na động lực. Mà 7 sát na động lực này nó có thể tác tạo thành nghiệp, nhưng mà bây giờ cận tử thì nó còn có 5 sát na động lực, bởi vì cái tâm thức nó sẽ yếu dần, nó yếu dần. Rồi chúng ta bắt cái cảnh đó mà ở đó được gọi là nghiệp tướng, nghiệp tướng. Và kế tiếp nữa là chúng ta sẽ thấy cái cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sanh, cảnh giới mà chúng ta tái sanh. Ví dụ như là mình có nghe là cái người già họ sắp chết, rồi sau đó họ tỉnh lại, họ thấy ông bà tới rước họ. Có nhiều người họ chết đi sống lại đó, có nghĩa là mình gọi là cái người dân gian người ta gọi là chết đi sống lại, nhưng mà sự thật là họ lâm sàng rồi sau đó họ tỉnh lại.
chết lâm sàng rồi họ tỉnh lại, họ 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 sống lại, họ sống lại một vài năm nữa. Mà hỏi họ họ thấy cái gì trong giờ phút đó thì họ nói thấy ông bà đi tới rước họ. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói, nếu mà mình thấy ông bà tới rước thì có thể mình sanh lại làm người, nói vậy thôi. Nhưng mà nếu mà ai mà thấy cái cảnh giới mình sẽ tái sanh, tức là thú tướng là nơi mình sẽ tái sanh. Ví dụ như chúng ta có đọc ở trong kinh Pháp Cú, chúng ta đã học ở trong kinh Pháp Cú có cái câu chuyện của thiện nam Thâm Mỹ Cá. Trong đời sống hàng ngày quen làm những thiện nghiệp rồi, thường xuyên giữ bát quan trai giới, thường xuyên bố thí cúng dường, thường xuyên nghe Phật pháp, quan hỷ, sanh tâm quan hỷ. Giờ phút lâm chung thì có 6 chiếc xe ở 6 cõi trời tới rước. Ở đây muốn nói tức là những thiên thiên sa hay là những vị chư thiên, hay là cái cảnh giới, hay những cái tòa lâu đài của những cảnh giới chư thiên, họ thấy những cái cảnh giới đó thì họ sẽ sanh lại cảnh giới đó. Cái nơi mà họ sẽ sanh vào. Hoặc là thấy cái cảnh mà người ta hơn thua với nhau, người ta chém giết với nhau, người ta giết chóc với nhau, thì cái cảnh đó có thể là họ sanh vào Atula. Hoặc là sau cũng chừng. Cho nên ở đây đó, nếu mà là ba, một là nghiệp tướng, hai là nghiệp tướng, hai là thú tướng. Nghiệp tướng tức là những cái gì mà chúng ta thấy những sự liên quan với những cái hành vi trong đời sống hàng ngày của mình, những cái dụng cụ, những cái người, những cái này cái kia mà liên quan với cuộc sống hàng ngày của mình. Còn thú tướng là cái nơi mà mình có thể thấy để mà mình tái sanh. Ví dụ như thấy chư thiên thì mình có thể sanh làm chư thiên, thấy Atula là hơn thua, thấy đánh đập hành hạ thì có thể là sanh vào địa ngục, hoặc là sanh lại làm người thì thấy ông bà lại rước, hay hoặc là thấy người này người kia. Bởi vì chỉ có những cái như vậy thì mới thấy là sự tái diễn trong đời sống luân hồi là như vậy. Cho nên là để mà sanh cảnh giới lành thì chỉ có cái thiện ý, tức là thiện tâm. Mà thiện tâm đó là mình phải quân tập trong đời sống hàng ngày. Còn nếu mà không có thiện tâm thì đó là ác ý, ác tâm. Và khi mà có cái ác ý, ác tâm như vậy đó, thì cái con đường mà chờ sẵn người đó là họ sanh vào khổ cảnh. Sanh vào khổ cảnh thì có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Như vậy thì trong những cái cảnh này đó, chúng ta thấy rằng trong cái chi pháp này đối với Đức Phật, Đức Phật là một vị chánh đẳng giác, cho nên là Ngài am tường, Ngài hiểu rõ được cái pháp dắt dẫn đưa chúng sanh ở trong khổ cảnh, và pháp dắt dẫn đưa chúng sanh đến thiên tú, pháp dắt dẫn đưa chúng sanh đến cái sự thanh hóa, thanh lọc hóa nội tâm. Đức Phật Ngài biết rõ những điều đó. Và rõ ràng là khi một người đã có cái tâm ác, cái là ý ác đó, thì Đức Phật này nói cái là con đường mà đưa là chờ sẵn cho những người đó là khổ cảnh. Còn đối với những người mà có thiện ý hay là thiện tâm, thì cái người đó là do quân tập trong đời sống hàng ngày bằng những nghiệp thiện, thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Cho nên khi họ mệnh chung thì họ sẽ nhớ được cảnh thiện, quan hỷ với những điều thiện, và nhờ cái phước hỗ trợ trở thành cái năng lực hỗ trợ cho họ, họ sanh cảnh giới lành, sanh cảnh giới lành, tức là cảnh cõi, các cái cõi trời dục giới vui, chẳng hạn như vậy. Còn những vị mà chứng thiền phạm thiên sắc giới, chứng thiền sắc giới thì do cái năng lực thiền rồi, cho nên là họ đối trị các cái triền cái, trấn áp các cái triền cái rồi, cho nên là các vị đó nhờ cái năng lực của thiền mà các vị đã sanh về cõi phạm thiên sắc hoặc là vô sắc. Còn đối với những người mà tạo cái phước lành như này bằng với cái thiện ý, thiện nghiệp của mình, thì người đó cũng có thể sanh cảnh giới lành, cảnh giới lành. Còn nếu mà ác ý thì sanh cảnh giới khổ, là như vậy. Xin được dứt lời ở đây.
Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ Phật tử được an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện Phật quốc này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng. Chúng tôi xin được phép xuống mít. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thường Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cái sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bức đến sư. Phật Phật Tất Sắp Bà Mang Gà Lan Khăn Tất Sắp Bê Đê Quật Tất Sắp Bà Bụt